Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Theo đánh giá đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy triển khai kịp thời, nghiêm túc các mặt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, trong đó đã tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, quan tâm thực hiện công tác nắm tình hình, phát hiện, để quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, qua kiểm tra giám sát kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Vì thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 15 đảng viên, kiểm tra đối với 388 tổ chức đảng và 2.874 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 148 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 33 đảng viên ủy ban kiểm tra các cấp giám sát đối với 158 tổ chức đảng và 99 đảng viên, có 30 các ủy viên.